bạn. Đây mình giới thiệu bộ cơm nguồn đa năng. Đây là bộ cơm nguồn đa năng này. Bây giờ mình sẽ bật nguồn lên. Chạy đến 220 nhá. Đây này. Đây, giờ nó đang là 33. Cái này điện thoại quay rất khó nhìn. Nó là đèn nét cho nên quay rất là khó nhìn. 33,5V này. Đây, đồng hồ mình đo này. Đây, được 33,5V này, rất là chuẩn này. Đây. Mình sẽ cho vô nhỏ xuống này, đây vặn nhỏ xuống này. Đó. 20V nhá. 20V. Đo này. Đây là 20V này. Đấy. Đấy rất là chuẩn. Đây là hai đầu đây là hai đầu mát và đầu âm và dương, mình sẽ chập vào nhau. Đấy. Nếu mà bị chập ấy, thì các bạn đo trên mặt mình chập ấy thì nó sẽ đây, các bạn thấy đầu lên này mà. Đấy, vô nhảy xuống và đầu lên. Đấy. Đấy các bạn thấy không? Rất là tiện lợi cho các bạn sửa chữa nhé. Cái này nó là dòng 30V, dòng 10A. 10A các bạn rất là tiện sửa chữa và cấp nguồn, máy đang nguồn đang. Và đóng mẫu thời gian em nhé.